Chào quý vị và các bạn, Trường Hoàng đang có mặt bên dòng sông Vézère. Đây là một dòng sông nổi tiếng nằm ở tỉnh Dordogne của Pháp. Dòng sông này chảy xuyên qua một cái thung lũng mang tên là Vézère luôn. Và phía sau lưng Trường Hoàng đây là một cái lâu đài nổi tiếng nằm ở làng Tonac. Đây là lâu đài mang tên Château de Loss. Château de Loss này là cái lâu đài mà công chúa Như Mai, con của vua Hàm Nghi, lúc sinh thời thì bà đã từng sinh sống ở đây. Công chúa Như Mai là con gái trưởng của vua Hàm Nghi. Bà có tên khai sinh đó là Princess Như Mai, Marcel, Suzanne, Henriette, Ưng Lịch, Hàm Nghi, Đăng Nam. Một cái tên rất dài đó quý vị. Công chúa Như Mai sinh ngày 17 tháng 8 năm 1905 tại làng Enbia ở biệt thự Gia Long, tức là nơi mà vua Hàm Nghi từng sinh sống cùng với gia đình của mình ở Angers, Algeria. Khi công chúa Như Mai được sinh ra đời thì vua Hàm Nghi có gửi thư về cho dòng tộc của mình, tức là Triều Nguyễn, để báo thông tin này. Bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đỗ thạc sĩ nông lâm trên các cái nhà khoa bảng nổi tiếng ở Pháp và làm rạng danh cái người phụ nữ Việt Nam mình ở Pháp và trên toàn thế giới. Theo công chúa Như Lý thì công chúa Như Mai là một người cởi mở, làm việc khoa học và năng nổ. Ngoài cái bằng về thạc sĩ nông lâm ra thì công chúa Như Mai còn nhiều cái bằng cấp khác. Sau khi công chúa Như Mai đỗ bằng thạc sĩ nông lâm thì bà quay trở về làng Enbia ở Angers, Algeria để sống cùng với ba mẹ của mình, tức là vợ chồng của vua Hàm Nghi một năm ở đó. Sau đó thì bà quay trở lại Pháp đi thực tập và làm việc tại Viện Nông nghiệp của Pháp. Trong một thời gian thì bà trở về vùng Corrèze và Dordogne và làm việc tại đây. Trong phần giới thiệu về vua Hàm Nghi thì Trần Hoàng có nhắc đến việc gia đình vua Hàm Nghi có sở hữu một lâu đài tại vùng Dordogne, tại cái làng Tonac này. Thì phía sau lưng Trần Hoàng đây đó là cái lâu đài Château de Loss mà công chúa Như Mai đã từng sinh sống. Bây giờ Trần Hoàng mời quý vị và các bạn cùng với Trần Hoàng đi tham quan Château de Loss, nơi công chúa Như Mai, con vua Hàm Nghi đã từng sinh sống. Xin mời quý vị. Đây là quang cảnh phía trước cổng chính của lâu đài này quý vị. Trường Hoàng nhận thấy là không có một ngôi nhà nào của người dân ở xung quanh cả. Từ trung tâm của cái làng Tonac này á, đi chưa đến 2 km á, là đã tới với lâu đài này rồi. Bà xã Trường Hoàng đã mua vé rồi nên chúng ta sẽ đi vào bên trong lâu đài để tham quan. Giá vé tham quan bao gồm cả hướng dẫn viên thuyết minh luôn á, là 9,50 € dành cho người lớn và 4,09 € dành cho trẻ em từ 7 đến 14 tuổi. Đây là khu vực sân trước của lâu đài này quý vị. Hai bên đều có các cái khu vườn cây rất là rộng lớn. Và đây là mặt trước, cửa chính dẫn vào bên trong của Château de Loss. Trường Hoàng nhận thấy thì cái hệ thống thành và cổng vào của cái lâu đài này được xây bằng đá màu vàng. Chúng ta có thể thấy được cái hệ thống hào bao quanh của cái lâu đài này. Để vào được bên trong lâu đài, chúng ta phải đi qua cái cầu bằng đá bắc qua cái hào sâu bên dưới. Quý vị các bạn có thể thấy là cái cổng chính được xây rất là kiên cố và to lớn. Bên trên có hai dòng chữ tiếng Pháp, L'homme fait ce que peut, la fortune ce que veut. Trường Hoàng có thể tạm dịch ra là con người thì làm theo khả năng, nhưng với tài sản thì có thể làm theo những gì mình muốn. Đây là cái câu nói nổi tiếng của ông Jean de Loss II, là cái người đầu tiên cho xây dựng cái lâu đài này từ năm 1570 đến năm 1576. Và cái lâu đài này cũng được đặt tên của ông de Loss này luôn. Và chúng ta gọi đó là cái Château de Loss là như vậy. Khu vực này được gọi là sảnh danh dự, Gua d'honneur bên trong lâu đài. Đây cũng là cái nơi diễn ra các cái nghi thức, nghi lễ lớn ngày xưa. Hôm nay là cuối tuần nên có rất đông du khách đến tham quan cái Château de Loss. Tất cả mọi người đang tập trung để nghe anh hướng dẫn viên thuyết minh về lịch sử, kiến trúc của lâu đài. Château de Loss này được xây dựng theo cái phong cách kiến trúc thời Phục Hưng thế kỷ thứ 16,
và được xếp hạng là cái di tích lịch sử năm 1928. Bây giờ thì cả đoàn sẽ theo anh hướng dẫn viên vào bên trong để tham quan các cái hiện vật còn lại tại lâu đài này. Tất cả mọi người sẽ vào bên trong qua cái cánh cửa màu đen. Excusez-moi, je peux filmer dedans ou pas? Comment? Est-ce que je peux filmer dedans? Non, c'est interdit. Sau khi tham quan bên trong lâu đài xong, thì Trần Hoàng đang có mặt tại khu vực terrace, là một cái sân rộng của lâu đài nằm sát ở bờ sông. Ở đây thì có cái lỗ vuông vuông, đó là nơi dùng để chuyển hàng hóa từ phía dưới bờ sông lên bên trên lâu đài. Vì cái lâu đài này ấy, nằm sát bờ sông Corrèze, đây là cái tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí ngày xưa từ vùng Limoges đến cái vùng Bordeaux. Và đây là cái quang cảnh thung lũng Vézère, và cái lâu đài de Loche này thì nằm nhô cao lên giữa cái thung lũng Vézère này, chúng ta rất là dễ nhận ra. Rất tiếc là khi vào tham quan bên trong họ không có cho phép quay phim và chụp hình, nên Trường Hoàng không có những cái hình ảnh để giới thiệu đến quý vị và các bạn được. Những cái hiện vật của lâu đài từ thế kỷ thứ 16, 17 được giữ lại. Một số được phục chế, bao gồm các loại tranh treo tường, đồ thủy tinh, các cái tấm thảm, giường ngủ, bàn ghế, lò sưởi v.v. được trưng bày trong những căn phòng rất là rộng lớn và tráng lệ, như là phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng làm việc v.v. Bên trong lâu đài cũng có cả một cái hầm chứa vũ khí nữa, vì cái lâu đài này được xây dựng như một cái pháo đài phòng thủ để chống lại các cái cuộc chiến tranh địa phương ngày xưa. Khi tham quan phòng ngủ bên trong lâu đài đó, thì Trường Hoàng có đặt câu hỏi cho anh hướng dẫn viên ở đây là có phải đây là cái phòng ngủ của công chúa Như Mây hay không? Thì anh hướng dẫn viên trả lời là không phải. Vì khi bà về sống ở đây á, thì lâu đài xuống cấp rất là nhiều. Gia đình vua Hàm Nghi mua lại lâu đài này vào ngày 6 tháng 8 năm 1930 với giá là 450.000 franc. Cái thời điểm này á, là vua Hàm Nghi vẫn còn sống ở Algeria. Trường Hoàng còn chưa tìm được cái thông tin cụ thể là lâu đài này do vợ chồng vua Hàm Nghi tự bỏ tiền ra mua hay do công chúa Như Mây tự mua. Nhưng lâu đài này á, là nơi ở của công chúa Như Mây khi bà chuyển về làm việc và sinh sống ở cái vùng Dordogne này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan một vòng ở cái khu vườn bên phải của lâu đài nhé quý vị. Đây là khu vườn theo phong cách Italy. Nó làm cho du khách có cảm giác như là đang quay lại với quá khứ ở đất nước Ý vào khoảng thế kỷ 13, thế kỷ thứ 14. Dãy nhà lớn phía trước là cái khu vực chuồng gia súc. Và Trần Hoàng có thấy hình cái con bò trên cái cánh cửa. Còn cái dãy nhà bên kia đó là cái khu vực chuồng ngựa. Tất cả những cái khu vực chuồng gia súc và cái chuồng ngựa này đều nằm bên trong của lâu đài. Trần Hoàng có tiếp chuyện được với một người phụ nữ lớn tuổi làm việc bên trong cái lâu đài này, và được bà kể lại là ngày xưa ba của bà là người làm vườn trong cái lâu đài của công chúa Như Mây. Bà cũng có gặp công chúa Như Mây vài lần, và bà cho rằng có thể là một thành viên nào đó trong gia đình của Hoàng Nghi đã mua cái lâu đài này để tặng lại cho công chúa Như Mây, vì bà là cái người học rất là giỏi và thi thì đỗ đạt rất cao. Năm 1972, công chúa Như Mây đã bán lại lâu đài này cho một người Pháp và chuyển sang sống ở ngôi nhà kế bên. Đây là cái bảng chỉ dẫn vào cái khu vườn công chúa, địa chỉ khu vườn của công chúa Như Mây. Lý do công chúa Như Mây phải bán lâu đài này lại là do bà đã lớn tuổi, không còn đủ tài chính để tu sửa và bảo quản lâu đài. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào khu vực ngôi nhà mà công chúa Như Mây sống những năm tháng cuối đời của mình ở đây. Lúc sinh thời thì công chúa Như Mây không lập gia đình. Cuộc đời bà dành thời gian để cống hiến cho khoa học và phụng dưỡng cha mẹ, cũng như giúp đỡ những người nông dân ở tỉnh Dordogne và Corrèze. Trong thời gian sống và làm việc tại đây, bà rất được người dân quý mến, vì bà đã đem những cái kinh nghiệm về kỹ thuật nông nghiệp về áp dụng cho người dân ở vùng đất này. Bà là tác giả của hai cuốn sách nổi tiếng bằng tiếng Pháp là La Mutualité et la Coopération Agricole en Algérie, xuất bản năm 1929, và cái cuốn thứ hai là Le rôle de la femme dans la colonisation, xuất bản năm 1930.
Năm 1962, khi mẹ của công chúa Như Mai là bà Laloé từ Algeria về Pháp, thì bà Laloé sống cùng với công chúa Như Mai tại cái Chateau de Loos này. Nhưng đến năm 1972, khi công chúa Như Mai bán lâu đài này đi, thì bà Laloé chuyển sang sống với công chúa Như Lý ở Chateau de Lannos ở Vierzon. Đây là cảnh bên ngoài ngôi nhà mà công chúa Như Mai sống những năm cuối đời của mình. Có vẻ như cái ngôi nhà này hiện tại là cái công trình phụ phục vụ cho cái lâu đài de Loos. Công chúa Như Mai mất ngày 1 tháng 11 năm 1999, bà thọ 94 tuổi và được an táng chung trong cái khu mộ cùng với vợ chồng của vua Hàm Nghi tại làng Tôn Nắc này. Như vậy là Trường Hoàng cùng với quý vị đã tham quan xong lâu đài Chateau de Loos, nơi công chúa Như Mai, con của vua Hàm Nghi đã từng sinh sống ở đây. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo.